Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Quốc Duy Channel. Thì hôm nay Phong sẽ tiếp tục chuỗi video review máy của công ty Quốc Duy. Các bạn thấy đó, trong các sản phẩm đồ gỗ nội thất để liên kết các chi tiết lại với nhau thì ta cần các dạng liên kết như là chốt cam, các dạng như mộng âm, mộng dương chẳng hạn. Và để gia công được các dạng liên kết đó thì hôm nay Phong sẽ mang đến cho các bạn một giải pháp có thể nâng cao năng suất, tiết kiệm nhân công hơn trong quá trình hoạt động. Đó là dòng máy khoan ngang CNC SMCK 3000-2 do công ty Quốc Duy chúng tôi cung cấp. Đầu tiên Phong xin mời các bạn đi cùng con đi một vòng để tham quan tổng thể máy. Để thuận tiện hơn trong việc setup nhà xưởng thì lúc nãy còn đã có đo kích thước của máy. Về kích thước của nó thì chiều dài là 3,5 m, chiều rộng là 1m75 và chiều cao là 1m25. Như mình đã có giới thiệu trước đó thì dòng máy này rất đa năng, nó có thể gia công được nhiều dạng liên kết như là chiều cao, có thể gia công được sẽ rảnh là có dạng mộng âm, mộng dương. Điểm đặc biệt ở đây là nó có thể di chuyển được chiều chết, nên có thể gia công được các dạng rãnh có đường kính lớn và mũi khoan, có thể gia công được cái dạng mộng dương rất tiện dụng của các bạn. Đây, còn về kích thước gia công của nó thì có thể gia công được chiều sâu khoan là từ 0 đến 35mm và chiều dày của nó là từ 10 đến 55mm. Tiếp theo đây là màn hình chạm. Nó sẽ giúp cho người vận hành dễ dàng thao tác và điều chỉnh máy. Đây, bạn thấy ở phía dưới đó là 6 xi lanh. Nó sẽ giữ chặt phôi trong quá trình gia công. Và một điểm nổi bật ở dòng máy này là bàn làm việc. Ở đây nó được chia thành 3 khu vực làm việc. Thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Nó khác với những dòng máy trước đây. Đó là ta không cần phải sử dụng các dạng dưỡng, đồ gá để xác định tọa độ không của từng bàn, mà dòng máy này nó được trang bị laser. Nó sẽ tự động quét chiều dài phôi để xét tọa độ không trong quá trình gia công, giúp giảm thời gian setup máy. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cổng điều khiển của máy. Đây là gear driver để điều khiển các động cơ, trục hành trình X, Y, Z của máy. Đây là biển tần, bộ controller và các linh kiện điện khác. Về hành trình di chuyển của máy thì nó có 3 trục là trục X, trục Y và trục Z. Hành trình di chuyển tối đa của trục X là 3m, trục Y và trục Z là 70mm. Cả 3 trục này đều được điều khiển bằng động cơ motor sạc vô với công suất là 0.75kW và cơ cấu dẫn động của nó là hanh răng, bánh răng. Đây là hai motor để điều khiển dùng chích trục chính với công suất là 3.5kW và tốc độ của nó là 18.000 vòng trên phút. Điểm nổi bật ở đây mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là máy này nó có thể gia công được trục jack và cơ cấu dẫn động của nó là vít me, nên cho được độ chính xác cao và chạy được tải nặng. Với việc di chuyển được trục jack thì nó có thể gia công được các dạng vòng cung, các dạng mộng âm, mộng dương, rất là đa dạng kiểu mộng. Ở đây laser ngoài chức năng là xét tọa độ không của máy thì nó còn có một chức năng nữa, đó là khi trong quá trình gia công nó sẽ tự động quét tọa độ của lỗ trên và định vị tọa độ lỗ ngang để làm các dạng chốt cam. Sau khi giới thiệu tới các bạn về các cụm chức năng cũng như là vận hành máy thì có thể nói dòng máy khoan ngang SMCK 3000 sạc 2 CNC
là dòng máy rất đáng đầu tư trong các xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất. Bên cạnh đó thì dòng máy này hiện tại đang có mặt tại Quốc Duy, địa chỉ là 401 Tô Ngọc Vân, quận 12. Các bạn có thể mang sản phẩm của mình đến đây thì đội ngũ kỹ thuật chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn vận hành cho ra sản phẩm phù hợp nhất với các bạn. Hoặc các bạn có thể liên hệ ngay đến số hotline 0903 600 113. Đội ngũ chăm sóc khách hàng chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá nhanh nhất cho các bạn.